Xin chào các bạn, đây là dây đeo dành cho Apple Watch đến từ Lowe's. Lowe's là một thương hiệu đến từ Đức. Ở đây thì mượn được tổng cộng là 12 sợi dây đeo khác nhau. 12 là do có những sợi dây nó trùng màu thôi, chứ thực ra là nó chỉ có 5 loại thôi. Trong đó là 3 cái loại là được làm bằng dây da, một cái là dây cao su và một cái là dây thép. Dây cao su thì có tên là Active, dây thép thì là Steel Loop, là cái sợi thép nhuyễn Milanese. Và ba cái kiểu dây da, mỗi kiểu khác nhau thì sẽ có tên khác nhau. Cái này là Safari, cái này là Oxford và cái này là Heritage. Sau đây mình sẽ mở hộp từng cái để cho các bạn xem chi tiết cũng như là cái cách họ hoàn thiện cái dây da này như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ mở hộp cái phiên bản dây thép nhuyễn cho các bạn. Nó có tổng cộng là 3 màu, màu vàng, màu trắng bạc và màu đen. Rồi đầu tiên là mình sẽ gắn cái sợi thép nhuyễn màu vàng hồng này lên trên cái Apple Watch Series 5 màu hồng phiên bản mặt nhỏ 40mm. Cái sợi dây thép nhuyễn này nè, hay còn gọi là Milanese, là một trong những sợi dây đeo được ưa thích nhất của Apple Watch. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì cái ngôn ngữ thiết kế này á, nó tạo cho cái sợi dây một cái độ mềm mịn khi mà đeo ở trên tay, cộng với cái ánh của kim loại thì nó rất là sang. Các cái sợi thép nhuyễn này rất là thông thoáng, tạo cái cảm giác đeo cực kỳ thoải mái cho người dùng. Có một yếu tố nữa, đó là nó chịu được nước, các bạn có thể rửa tay thoải mái, nó cũng rất là nhanh khô. Cái thao tác đeo và thao tác tháo gỡ của nó cũng rất là thân thiện. Sau đây mình sẽ gắn vào cái Apple Watch cho các bạn xem thực tế nó như thế nào. Rồi, chỉ cần trượt nó vào một cách rất là nhẹ nhàng. Cái ngàm tháo ráp của Apple thì rất là dễ dàng gắn vào và tháo ra. Đây, khi mà trên đồng hồ thì nó sẽ là như thế này. Cái đuôi của cái phiên bản dây thép nhuyễn này là một miếng nam châm. Miếng nam châm này nó sẽ hít vào chính cái sợi dây thép, giúp cố định cái sợi dây theo kích thước cổ tay của người dùng. Vì sao mình lại nói nó là cực kỳ thoải mái và là thông minh trong cái thao tác đeo cũng như là gỡ ra tháo vào? Các bạn đeo vào, các bạn sẽ trượt cái sợi dây nó như thế này, cho đến khi nào vừa vặn với cổ tay của mình thì các bạn thả nó ra, nó sẽ dính và nó cố định bằng cái nam châm và nó nằm im cổ tay. Cái cảm giác đeo nó cực kỳ thoải mái. Những cái mắt xích dây này nè, nó nhuyễn cho nên là nó ôm theo tay của bạn, tạo một cái độ mềm và độ đẹp rất là khó lầm lẫn đối với các phiên bản dây khác. Ok, sau đây mình sẽ gắn nhanh cái phiên bản dây màu đen lên trên cái Apple Watch Series 3 màu đen nữa cho các bạn xem. Đây là cái phiên bản dây màu đen. Khi mà gắn lên trên cái Apple Watch Series 3, nó vẫn rất là vừa vặn, rất là khít. Mức độ hoàn thiện của bản sợi thép nhuyễn này mình đánh giá rất là tốt. Mình sẽ đeo thử lên cổ tay cho các bạn xem. Đó. Thao tác đeo, các bạn siết sợi dây, kéo cho đến khi nào cảm thấy vừa vặn với cổ tay của mình và thả nó ra. Đó, nó sẽ tự hít và nó nằm cố định trên cổ tay của bạn như vậy. Hãng lâu thì họ cắt cái logo và cũng là cái thương hiệu của hãng lên trên cái đuôi sợi dây, cái phần nam châm này, nhìn để phân biệt. Còn nếu mà nhìn từ bên ngoài vào thì các bạn sẽ không biết được đây là dây của Lowe's hay là của Apple làm. Rồi ok, bây giờ là tới cái phiên bản dây cao su. Phiên bản dây cao su thì có tên là Active. Nghe cái tên thì chúng ta đã biết là nó dành cho những người vận động, hoạt động nhiều đó, thì chơi thể thao nhiều, đeo vào sẽ không sợ mồ hôi làm hư dây, cũng như là cái sợi dây nó sẽ rất là bền theo thời gian. Ở đây thì mình có tổng cộng là 3 màu. Màu đen nè, rồi một màu nữa là nó hơi màu nâu nhạt nè, và màu cuối cùng là màu xanh. Màu xanh của Lowe's làm cho cái phiên bản dây này cũng rất là đặc biệt. Nó xanh nhưng mà màu xanh nó rất là lạ, nhìn rất là bắt mắt. Bây giờ mình sẽ gắn cái sợi dây màu nâu nhạt này lên trên cái Apple Watch Series 5 phiên bản mặt lớn của mình. Đó, khi mà gắn vào thì nói chung nó sẽ như thế này. Cái sợi dây cao su của Lowe's làm thì mình thấy nó khá dày, nhưng mà cái mức độ hoàn thiện thì nó chỉ ở mức khá thôi. Vậy là mình vẫn thấy những cái phần nhựa thừa, họ chưa có hoàn thiện tốt cái vấn đề này. Trong của sợi dây thì Lowe's sẽ in chìm tên của hãng lên trên cái thân dây luôn, và cả trên đĩa dây nữa. Cái khóa cài thì hoàn thiện khá xịn. Mình sẽ đeo thử lên cổ tay cho các bạn xem. Cái phiên bản mặt của mình là phiên bản Titanium, cho nên là cái màu nó cũng khá tương đồng với cái màu nâu nhạt của sợi dây này. Cảm giác đeo thì cái sợi dây cao su này nó khá cứng các bạn ạ. Hình dáng thì tùy theo thẩm mỹ của mỗi người thôi. Ok, mình sẽ chuyển qua 3 phiên bản dây da còn lại. 3 phiên bản dây da này thì mỗi phiên bản nó có cái hình dáng khác nhau. Ví dụ như cái phiên bản Safari này thì là cái dây đĩa nó được hoàn thiện vuông vức, chỉ khâu, và cái phiên bản này là da sáp. Đây, thực tế của nó là như thế này. Connector này thì nó là màu sáng cho nên nó sẽ phù hợp với các phiên bản Apple Watch mà có thân vỏ là màu sáng, chứ màu đen thì nó sẽ nhìn hơi lạc tông. Sơ bộ nhìn bằng mắt thường thì mình thấy cái da của Lowe's làm khá là dày và chắc chắn. Mức độ hoàn thiện của phiên bản dây da thì rất là tốt. Đó, ok, mình sẽ gắn thử lên trên cái Apple Watch
titanium của mình. Phiên bản dây da này thì mình sẽ không đeo trên tay, tại vì dây da mà đeo thì nó sẽ tạo ra cái nếp gãy và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm. Mà sản phẩm này thì mình mượn thôi. Các bạn có thể thấy là cái mức độ dày của cái sợi dây này nó khá dày nha, cho nên là nó khá là cứng luôn. Da thì mình nghĩ là các bạn đeo một thời gian nó sẽ mềm thôi. Mùi thơm đặc trưng của da. Mức độ bền thì đã chơi dây da thì phải chấp nhận rồi. Mồ hôi với nước thấm vào qua thời gian dài sử dụng thì chắc chắn nó sẽ không bền như là cái phiên bản dây thép nhuyễn mà mình trên tay ở đầu video và cái sợi dây cao su. Ok, mình sẽ chuyển qua phiên bản tiếp theo là phiên bản Heritech. Heritech là cái phiên bản cũng là dây da nhưng mà nó có đục lỗ họa tiết, họ không có khâu viền như là cái phiên bản Safari mà mình trên tay hồi nãy. Và cái da này thì là da hơi bóng chứ không có lại là sáp như cái kia. Lâu chọn cái cách hoàn thiện cái phiên bản dây da của họ cực kỳ dày luôn. Cái những cái lỗ này thì đeo chắc chắn thì nó sẽ thoáng và mát cái cổ tay của người dùng hơn nhiều. Nó có một cái điểm nhấn đó là họ khâu hoàn thiện cái phần mép dán da là bằng chỉ khác màu. Bản thân cái dây này nó là màu xanh rêu đậm, rất đậm nha. Cho nên là các bạn nhìn kỹ mới thấy, còn nhìn xa xa sẽ nghĩ là màu đen. Còn cái phần dây cách điệu này khâu hoàn thiện này thì nó lại là màu xanh dương. Mình thì không có hợp với màu này lắm. Ok, mình sẽ chuyển qua cái phiên bản dây da cuối cùng. Đó là cái dây da Oxfox. Mình có 3 màu tất cả ở đây luôn. Nhưng mà mình chỉ mở cái màu nâu này cho các bạn xem thôi. Đây là cái màu nâu cổ điển. Phiên bản dây Oxfox thì nó có cái đầu dây là nhọn chứ không có vuông như hai phiên bản hồi nãy. Và được khâu chỉ sáng màu. Phiên bản này là mình rất là nhớ đến những cái đôi giày Oxfox kiểu rất là quý ông, rất là lịch lãm. Và cái phiên bản dây này thì Lowe's hoàn thiện nó tốt hơn hai phiên bản dây kia. Vì sao? Vì họ làm cái phần cổ tay tiếp cận với cái đồng hồ thì nó dày, nhưng mà phần đuôi làm mỏng cho cái sợi dây nó một sự mảnh mai hơn, đẹp hơn. Và mình sờ cái da của cái phiên bản Oxfox này mình cũng thích hơn nữa. Vẫn có mùi da đặc trưng. Mình sẽ gắn thử lên trên cái Apple Watch của mình. Rất tiếc là mình không dám đeo nó lên, mình sợ nó để lại cái nếp gãy. Đeo thử lên tay thì nó chắc là sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà nhìn như thế này thì các bạn cũng đã thấy rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bạn nào mà đi giày tây màu nâu hoặc là màu đen cũng được nữa, nhưng mà mặc áo sơ mi quần tây mà đeo cái bộ dây này lên thì hết sảy luôn. Rất là đẹp. Lâu thì họ in cái logo của hãng lên trên dây luôn. In chìm chữ Lâu và có chữ là Genius Leather. Rồi là toàn bộ bài trên tay các cái phiên bản dây đeo Apple Watch đến từ thương hiệu Lowe. Cái phiên bản dây cao su thì có giá bán khoảng 600 đến 650 ngàn. Phiên bản dây thép nhuyễn Milanis thì có giá bán khoảng 1 triệu đồng. Và các cái phiên bản dây da còn lại có giá cao nhất là từ 1 triệu đến 1 triệu mốt. Các bạn nghĩ sao về các phiên bản dây đến từ thương hiệu Lowe này, các bạn có thích hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long đến từ tinhte.vn.